Nếu tất cả các bạn ở đây đều nghĩ rằng học tài chính ngân hàng ra chúng ta sẽ gì? Nắm tiền, sở hữu tiền. À đúng rồi, điều đó không sai. Nhưng theo cô chưa đủ. Các bạn hãy cùng cô đến với gì? Ngành tài chính ngân hàng tại VHU để mình tìm hiểu thêm nhé. Ngành tài chính ngân hàng tại trường Đại học Văn Hiến hiện có 2 chuyên ngành: tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp. Khi các bạn học 2 chuyên ngành này tại trường, các bạn có thể học những cái học phần cụ thể như sau: thẩm định tín dụng, quản trị ngân hàng thương mại, đầu tư tài chính, thanh toán quốc tế, tài chính doanh nghiệp. Trong quá trình học lý thuyết, các bạn sẽ lồng ghép những cái lý thuyết đó, các bạn vào học những cái học phần thực tập cơ sở, thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Khi tham gia học ngành tài chính ngân hàng tại VHU, sau khi ra trường, các bạn có thể đảm nhận những vị trí, công việc tại những doanh nghiệp lớn, ngân hàng lớn, các tổ chức tín dụng và công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm. Nếu các bạn còn thắc mắc gì về ngành tài chính ngân hàng tại VHU, xin vui lòng để lại bình luận phía bên dưới nhé.